Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của OMG Central. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng team OMG tiếp tục series về tựa game Monstera. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cập nhật mới nhất liên quan đến phiên bản testnet và các sự kiện cực kỳ hấp dẫn sắp sửa diễn ra trong thời gian tới đây. Trong video trước đó, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thế giới của các Mungin, các sinh vật trong thế giới của Monstera. Mình đã chia sẻ với mọi người cách mà chúng ta có thể triệu hồi Mungin, nuôi dưỡng, trồng trọt, thu hoạch để nhận phần thưởng là token và evolution point. Chưa hết, Monstera của chúng ta sẽ có 4 chế độ chơi: Adventure Mode, PvE, Boss Challenge Mode, Battlefront Mode và Arena Mode. Và đã có 2 trên 4 chế độ chơi được ra mắt trong phiên bản testnet lần này. Hãy cùng team OMG trải nghiệm thôi nào. Nối tiếp phiên bản farming testnet mà chúng ta đã có cơ hội trải nghiệm ở video trước đó, ngay bây giờ hãy cùng đến với testnet của 2 chế độ là Adventure PvE và Battlefront PvP. Từ đó chuẩn bị sẵn sàng cho phiên bản mainnet dự kiến ra mắt vào tháng 8 này, ngay sau sự kiện IDO của dự án. Đầu tiên, về Adventure Mode, đây là chế độ chơi đòi hỏi người tham gia phải áp dụng chiến thuật hợp lý, từ đó tận dụng các Mungins và đội quân của mình để phá hủy lãnh thổ của đối phương càng nhiều càng tốt. Một trận đấu trong chế độ Adventure này sẽ tiêu tốn của người chơi một năng lượng. Người chơi sẽ triệu hồi Mungin của mình và các khu vực được đánh dấu cộng màu xanh. Số lượng Mungin tối đa mà bạn có thể triệu hồi là 6 Mungins cho mỗi trận đấu. Các Mungins được triệu hồi sẽ đem theo đội quân của mình để ra trận. Nếu không có đội nào được huấn luyện trước đó thì Mungin vẫn có thể chiến đấu một mình. Trận đấu sẽ kết thúc nếu một trong 3 điều kiện sau được đáp ứng: 1. Toàn bộ lực lượng tấn công bị tiêu diệt, 2. Mọi công trình trong lãnh thổ đều bị phá hủy, và cuối cùng là hết thời gian của trận đấu. Mỗi màn chơi sẽ có điều kiện thắng và phần thưởng riêng. Nếu bạn đạt đủ 3 sao thì bạn sẽ có thể chuyển sang màn chơi tiếp theo. Lưu ý là các màn chơi mà bạn đã chơi qua thì sẽ không thể quay lại được nữa. Và khi bạn đã tích đủ số lượng sao thông qua việc hoàn thành các màn chơi trong chế độ Adventure, bạn có thể nhận được các phần thưởng tích lũy cực kỳ hấp dẫn. Số lượng sao được tích lũy càng nhiều thì số lượng và giá trị phần thưởng càng lớn. Tiếp theo, hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết về chế độ Battlefront. Thì đây là chế độ PvP, nơi bạn có thể tấn công người chơi khác và cũng như là phòng thủ khi bị tấn công. Bạn có thể bắt đầu chơi bằng việc nhấn vào nút Fight tại màn hình chính, sau đó nhấn vào Attack ở chế độ Battlefront. Người chơi sẽ bắt đầu bằng việc thiết lập đội hình tấn công của mình để tấn công vùng đất của người chơi khác. Các thông tin chi tiết liên quan đến việc sắp xếp và tùy chỉnh Mungins mình sẽ đính kèm link tham khảo trong phần mô tả của video này để các bạn tìm hiểu thêm. Sau khi đã hoàn tất sắp xếp đội hình, chúng ta sẽ nhấn vào Fight Enemy và tìm đối thủ mà bạn mong muốn đối đầu. Sau khi chọn xong đối thủ, bạn sẽ thấy màn hình chuẩn bị được hiện ra. Hãy cố gắng triển khai Mungins nhiều nhất có thể để đánh bại kẻ thù của mình. Tỷ lệ chiến thắng sẽ dựa trên mức độ phá hủy mà người tấn công gây ra lên lãnh thổ của kẻ phòng thủ. Trên 50% sẽ là 1 sao, trên 75% sẽ là 2 sao, và phá hủy đạt 100%, người tấn công sẽ đạt được chiến thắng trọn vẹn 3 sao. Về cơ chế phòng thủ, có 4 loại land plot để phòng thủ mà người chơi có thể sở hữu, bao gồm Watchtower cần 1 Mungin để vận hành, Bombard cần 1 Mungin, Trap hay 7, và Camp cần 2 Mungins. Và sau khi chọn Mungins và sắp đặt các loại land plot trên thì bạn đã sẵn sàng để đương đầu với các cuộc tấn công của người chơi khác rồi đấy. Các thông tin chi tiết khác liên quan đến việc phòng thủ, các bạn có thể xem thêm ở phần mô tả của video này nhé. Ngoài 2 chế độ chơi hấp dẫn trên, bạn đã có thể bắt đầu giao dịch trên chợ và tranh thủ làm quen luôn để bắt kịp những thông tin nóng hổi từ Monstera tháng 8 này rồi đấy. Guild Portal để anh em quản lý team cũng ra mắt cùng Mainnet. Anh em có thể yên tâm chiến đấu và xây dựng team. Bên cạnh đó, hệ sinh thái của Monstera ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với nhiều các thành tố đáng chú ý, bao gồm gameplay, testnet, DAO, marketplace, Portal Game, Bridges, Guild Portal, Monst TV và Monst Event. Với sự đầu tư bài bản và chuyên nghiệp trong việc phát triển sản phẩm, rất hy vọng dự án Monstera của chúng ta có thể gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là trong tháng 8 này với những sự kiện nóng hổi sắp sửa diễn ra mà mình sẽ đề cập thêm trong phần tiếp theo của video này. Trong thời gian tới đây, sẽ có 3 sự kiện chính được tổ chức trong thế giới của Monstera. Đầu tiên chính là sự kiện Risk Free IDO, dự kiến tổ chức vào giữa tháng 8 trên nền tảng GameFi, Redkite và Boons. Các nhà đầu tư, các players và users có thể yên tâm tham gia IDO với cơ chế hoàn tiền trong khoảng thời gian tùy theo từng IDO launchpad. Thứ hai chính là việc listing trên các sàn CEX, bao gồm OKX, MEXC và những sàn tên tuổi khác trên thị trường cryptocurrency hiện nay. Và cuối cùng chính là pre-mainnet competition với giải thưởng cực kỳ siêu to khổng lồ. Đây là chuỗi sự kiện không thể bỏ lỡ cùng nhiều hoạt động và cuộc thi đi kèm, bao gồm Monstera Championship, Daily Login, Trading Camp, MSTR Staking, MSTR Spending, MAG Spending. Ngoài ra, chúng ta còn có sự kiện Be The Moon Catcher, bao gồm sự kiện giveaway cho 100 người may mắn nhất, cùng với đó là giải thưởng trị giá 1.000 USD cho top 3 reviewers trên các nền tảng như YouTube và TikTok. Các anh em hãy sẵn sàng tư thế để vừa chơi vừa thắng giải nhé. Và đây cũng chính là phần kết cho video ngày hôm nay.
Hiện OMG Central đang kết hợp với Monstera để cho ra mắt sự kiện minigame dự đoán ngày IDO. 5 bạn trả lời đúng và may mắn nhất sẽ nhận được các vé IDO risk free của dự án Monstera. Mình sẽ để link tham gia sự kiện minigame trên trong phần mô tả của video này. Hãy comment câu trả lời và chụp ảnh comment của bạn để tham gia ngay hôm nay. Và cuối cùng, đừng quên nhấn like, share and subscribe YouTube channel của OMG Central để nhận được các thông tin mới nhất liên quan đến thị trường game NFT và cryptocurrency. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.